Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với DTN Gamer nha. Và mấy hôm nay mình ít review game mobile, anh em thông cảm tại vì mình cũng không kiếm được con game nào mà mình nghĩ anh em thích hết, mình sợ anh em bảo là game rác hoặc là không có tâm gì đó mình cũng lo ha. Thôi thôi. Hôm nay thì mình cũng làm một giới thiệu một con game mới ra mắt thời gian gần đây thôi. Thì chơi thử cho anh em xem nhé, game Pixel và nó miễn phí, nó có ở trên Android và cũng như iOS luôn. Tên là Project Project nhé, Clean Earth. Có nghĩa là cái dự án làm sạch thế giới đó. Ok, đến với game thôi. Đây, hiện tại chúng ta có một chế độ tutorial à, mình chơi tutorial luôn nha. AI nó nói mình là cảm ơn bạn đã đến với dự án làm sạch trái đất. Rồi mình sẽ ráp cái nhân vật để di chuyển ha, ráp nhân vật ok, đi về dấu chấm hỏi có nhiệm vụ. Thì nhân vật chúng ta là nhân vật Pixel và chơi nó thì nó sẽ chơi như nào cho anh em biết từ game là Survival.io ha, hoặc từ game là Might and Magic, mình nói về theo review thời gian gần đây thì nó chơi giống như kiểu là Vampire Survival trên PC á, mình thấy nhiều anh em cũng thích, với lại nói thiệt anh em là cái dòng game này chơi vậy chứ cuốn lắm á, dễ nghiện, với lại tại vì chúng ta có nâng cấp quá cái kiểu, nhưng mà cái con game này mình thấy hơi khó nha. Nếu mà anh em muốn chơi phép thuật mà mạnh mạnh với lại có cưỡi ngựa thì anh em nên chơi Might and Magic, mình đã review trong video trước. Anh em muốn biết về tựa game đó thì anh em xem bên góc phải á, bên góc phải thì nó có một cái nút á, thì anh em bấm vào nó sẽ có những cái con game liên quan tới cái video này ha, anh em chú ý giùm mình nha. Rồi bây giờ mình đến với con game này, mình sẽ trở lại, bây giờ mình sẽ skip qua luôn, chơi luôn cho anh em mất công, tại vì game này thật ra không có cần hướng dẫn đâu, mình nhìn mà mình biết chơi rồi đúng không. Chúng ta thấy là một con robot cầm một cái tu vít nè ở trong vùng đất sa mạc. Rất máu, rất máu, máu không lượm, game này có rất máu đừng lượm. Ô mà cái game này nó dễ anh em, nó tự target như cái con quái vật nè. Ok, lại gần thì nó đánh mình là chuyện hiển nhiên rồi. Ráng né né nè nha, di chuyển mượt mà cái tay. Chảo lê bóp lê bóp. Đạn nhanh hơn nè, rocket boom multi-gun. Ok, cái gì mà multi là mình thoái à, mấy con game này cứ multi là anh em dứt vào à. Multi là nó kiểu random, nó ra thêm một cái nữa nè, multi nữa nè đó, để giết được nhiều con hơn anh em nhé. Ủa cái gì vậy anh em, sao xin lỗi anh em nhé, mình chơi giả lập lên nó ngu phải chưởng. lỗi mình yên tâm, khi mà anh em chơi trên cái điện thoại á, thì nó không đến nổi đâu thiệt, do mình ngu thôi. Ok, thì game này nó cũng sẽ có nâng cấp các kiểu qua từng màn từng màn từng màn. Đây anh em có thể thấy là nó chơi từng màn thì thấy hay hơn, còn những cái con game mà Vampire Survival thì nó sẽ cũng có từng màn nhưng có nhân vật có kiểu thứ, nhưng mà cái này nó có chia nhỏ ra nữa, có nghĩa là nó chia nhỏ hơn thì ok hơn nữa nha. Mình thì mình nghĩ đây là một ý tưởng hay, với lại game mobile mà, mobile thì mình không có cần phải quá dài dòng, không lý là anh em phải ngồi cầm cái điện thoại anh em mới lướt qua lướt lại trong vòng 30 phút giống như Vampire Survival được đúng không. Theo đó thì mình chỉ muốn chơi một cách nhẹ nhàng thôi à. Phòng lab này bây giờ làm sao để quay trở lại nha. Phần thưởng này achievement, achievement luôn nè, cái này là anh em mua búp nha, không phải nạp tiền. Game này anh em có nhiêu chơi nhiêu nha, không nạp tiền nha, chơi vui thôi, có điều kiện anh em muốn nạp thì từ tùy anh em, mình cũng chả giải quyết được mấy cái vấn đề đó. Anh em có năng lượng đó nè, vậy là nó cũng hơi xu hướng gọi là online một chút. Ok, bây giờ mình sẽ chơi lại, nãy ngu quá anh em, chơi lại anh em ơi. Game này mobile, mobile nha, Android iOS miễn phí nha. Project Green Green Clean chứ, Clean Clean có nghĩa là dự án làm sạch trái đất à, vừa nhân văn nữa anh em. Lúc đầu thì mình tưởng là làm sạch trái đất thì dọn rác chứ không, thực ra là quái vật đã tấn công. Ở đầu game nó có một cái cốt truyện đầu game nó có một cái cốt truyện là tụi nó đến tấn công trái đất nên là mình phải làm mọi thứ để bảo vệ ha, giết mấy con này. Ở nhưng mà cái game này thì cái map của nó nhỏ anh em, nên là đôi khi anh em đi là bị vướng á, hồi nãy mình bị vướng anh em nhìn ngu ấy. Multi này mình sẽ tiếp tục trở lại multi, ít nhất là mình phải vượt qua cái level 3 nhé. Nãy mình ngu vậy. Ê, cái nắm đấm kìa, nắm đấm của Ranky à, không, nắm đấm của Iron Man Multi Gun 2. Lấy đạn ngon như vậy mà mình chết ngu quá nha, mình như mình phá nó mình bị quýu sao mọi người không. Sorry anh em, một phần á là tại vì mấy con quái vật ở đây anh em có thể thấy nó nhanh hơn mà, người máy mà, quái vật robot mà, nó phải nhanh hơn đúng không. Một cái tên lửa nó bay nhìn mắc cười vậy. Ăn máu 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 máu. Đạn nâng cấp, ok, anti phát.
Ủa cục này cục gì ta? Linh kiện nâng cấp à? Ăn máu luôn, ăn máu luôn. Game này ăn máu sớm đi, mất công tí là không có máu mà ăn. Ý là tí nữa chết rồi mà cục máu vẫn còn, nhục lắm. Nên em thấy cái dòng game này thì nó đơn giản thôi, nhưng mà chơi nó vui. Với lại là mình cũng không nhất thiết là phải chơi nhiều. Với lại là trong điện thoại thì mình cứ lưu trữ sẵn vài con game giống vậy để mình chơi ha. Ok, Standard Gun này. Ok đó, mình lên level 7 rồi nè, mình đỡ ngu hơn nãy rồi. Hồi nãy mình bị hoảng hay sao anh em, nên thấy mình hét lên đâu. Cái gì đây, cục kích à? Đùa thôi, cái này chắc giá update. What the hell? Sell the mask, mail is gold, mình có thể biến nó trở thành vàng. Hoặc là mình mặc thử. À, cái này sử dụng là được 5 cục máu, hình như nó random búp á. Ok mới nhỉ. Thôi cứ coi là được đi. Thôi cái tên lửa rocket tay đó nhìn ngu quá, mình quyết định không lấy nữa. À, cái đó là cái rocket bên tay phải hả? Bắn cái tên đó hả? Cái cục đó ra hả? Hảo nhờ. Với lại game này nó cũng không bắt anh em lượm đồ nha. Nó không bắt anh em lượm đồ, mà thay vào đó thì nó tự lượm cho anh em luôn. I like it, I like it. Game nó có lượm đồ nó sẽ khó hơn nha mọi người. Lượm đồ thì nhiều khi anh em lượm anh em ảo tham quá chết. Còn con game này thì anh em chỉ có né thôi, nhưng mà bù lại để cân bằng thì họ cho những con quái vật nhanh hơn một chút. Thậm chí sau này có mấy con game á là mấy con quái vật nó còn có thể qua cái trạng thái gọi là dí luôn, bắn đạn xa luôn đó. Đó là vừa nói xong nó bắn đạn xa nè. Quái vật này nó phát triển nên nó bắn đạn xa là hợp lý, nó mới cân bằng. Multigun bắn một viên thì nó có thể ra nhiều viên. À, mỗi khi mà mình bị viêm họng là cái giọng mình nó hơi bị hay á mọi người, giọng mình lứng vậy. Rồi tiếp nè, xin lỗi ra mắt anh em nghe những điều mẹ thật là ngu ngốc. Standard Gun đây, viên đạn nó bắn nhanh hơn chút nè. Về sau để anh em nhớ là nâng cấp cái viên đạn nó nâng cấp nhanh như vậy nha, cái đó quan trọng nha, cái đó quan trọng nha. Mình nãy mình nâng đồ sai đấy, cái nào mà nó liên quan đến đạn bắn nhanh á hoặc là multi gun thì ok anh em có thể chọn một trong hai, nhưng theo mình thì anh em nên chọn theo cái hướng gọi là quýt thì nó nhanh hơn thành DPS. Những con game bắn súng hay là những con game đa vật lý các kiểu đa sát thương thì anh em cứ nghĩ đến cái chuyện là bắn nhanh là được. Hồi máu này cộng thêm đam mà cũng như cộng thêm speed này. Họ này thấy không, bắn nhanh không, với con này không biết lên được bao nhiêu level. Ui nhìn kỹ thì anh em thấy máu của nó kìa, mà có lẽ là mình sẽ giết xong con boss này. Ai cha, xin lỗi mày, có lẽ là sau giết xong con boss này thì mình cũng sẽ tắt video thôi. Boss này gớm mày. Ây cha, ôi rồi luôn, có làm thì mới có ăn nha bạn. Ôi nó chết, nó nhìn như con chó vậy. À, xong nhiệm vụ luôn rồi, hy vọng anh em thích con game này, con game hoàn toàn miễn phí, chế to và Google Play nhé. Anh em theo phần mô tả có link tải. Ok, hẹn gặp lại anh em trong các video sau.